Khi sự trưởng thành của con không có ba bên cạnh. Lúc ba đi là em con mới có được 2 tuổi. Giờ em con mấy tuổi nè? Dạ em con lên 6 tuổi. Điều con mong ước lớn nhất là gì Việt Anh? Dạ có ba giúp mẹ làm việc nhà để mẹ con đi kiếm tiền, rồi chở ba mẹ con đi chơi. Cảm xúc của mẹ khi nghe con nói. Chính bản thân mình cũng không có ba, và mình muốn là mình bù đắp hết tất cả những cái tình yêu thương đó cho con. Điều con muốn nói với câu chuyện đầy cảm xúc về niềm mong mỏi có ba bên cạnh của bé Việt Anh được phát sóng vào lúc 19:15 thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2022 trên kênh VTV9.